không bắt ngồi chơi được rồi. Quá trời nhiều bà con ơi. Quay không? Quay bên kia, vô cái này nè, vô cái này nè. Alo, chào mừng các bạn đến với hành trình du hí của miệt thứ thứ 11. Trong chuyến đi này thì chúng ta sẽ về với thành phố biển Rạch Giá. Và lý do mà miệt thứ thứ 11 quyết định thực hiện chuyến đi này là vì mùa thả diều ở thành phố Rạch Giá đã về rồi các bạn. Thật sự là rất là vui luôn và quá đẹp. Chúng ta vừa được thả diều nè, vừa được ngắm hoàng hôn. Những cánh diều đủ màu sắc rực rỡ bay lượn trên bầu trời mang đến cho chúng ta những cảm giác thật là thú vị và cảm thấy rất là vui sau một tuần làm việc. Ở thành phố biển Rạch Giá thì thật sự là có rất là nhiều khu vực mà bạn có thể chơi thả diều được. Năm nay thì mình thấy là tại khu đô thị Tây Bắc là nhộn nhịp hơn cả. Có rất là nhiều bạn trẻ và gia đình có con nhỏ đã tụ hội về đây, tạo nên một cái không khí rất là sôi nổi với rất là nhiều tiếng cười và những cái tiếng khích lệ nhau để làm sao nâng được cái cánh diều mình vừa bay cao và vừa bay xa. Về giá diều năm nay thì dao động từ 70.000 đồng, 150.000 đồng và loại mắc nhất là 200.000 đồng. Thì cái loại 200.000 đồng nó chỉ khác biệt so với các loại khác là nó có một cái thanh ngang bằng nhựa các bạn. Thì cái người bán họ nói rằng là cái thanh ngang bằng nhựa đó nó không có gãy. Và với mức giá này thì mình nghĩ cũng không phải là vấn đề to tát với các bậc phụ huynh. Bởi bố mẹ nào thì cũng muốn cùng con mình trở về với tuổi thơ với những cánh đồng diều, thay vì là để cho các con cứ mãi chơi game hoặc là dán mắt vào điện thoại suốt ngày. Và một điều đặc biệt đó là mình nghĩ nha, là chính nhân vật bố mẹ lại là những cái người mà đã có một cái quãng thời gian chạy đua với những cánh diều no gió mỗi dịp hè về. Cái cảm giác mà theo đuổi những con diều vui một nhưng mà được cùng bạn bè tụ tập nô đùa trên những cánh đồng chiều lại khắc sâu vào tâm trí và tâm thức của chúng ta và thật sự khó quên hơn cả. Và từ đó mà hình ảnh cánh diều nó cũng nhanh chóng trở thành những cái kỷ niệm về tuổi thơ mà rõ ràng tất cả những người đang làm cha làm mẹ hiện tại cũng không thể nào mà quên được hình ảnh này. Và những ký ức của ngày trẻ dại thì luôn mang đến cho chúng ta những cái cảm xúc bồi hồi đan xen khó tả. Ai đó đã từng nói rằng là cách tốt nhất để gìn giữ những cái ký ức và giá trị tốt đẹp chính là truyền lại cho thế hệ sau. Khiến cho cánh diều trở nên quen thuộc với con em mình có lẽ cũng là một trong những cách để ký ức tuổi thơ nhiều màu sắc ấy vẫn luôn tồn tại. Và tháng 3, tháng của những ngày nắng chói chang và những buổi chiều lộng gió đã chạm ngõ từng nhà rồi các bạn. Chẳng còn dịp nào để có thể ngồi trên cánh đồng diều mà để tìm lại tuổi thơ thích hợp như dịp này cả. Vậy nên miệt thứ thứ 11 khi thực hiện clip này cũng mong muốn rằng khi các bạn xem hết cái video này thì các bạn sẽ có được những buổi chiều chơi thả diều thật vui bên bạn bè và cùng gia đình của mình nhé. Bị gì vậy con? Dính dây hả? Dạ, dính dây. Bay chưa? Hả? Sao con nó không bay lên kìa? Nó nằm thể lai rồi. Thank you.
cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Nó dính nhau hết trơn kìa. Đâu kìa.